Ông Sáu sẽ với bé Khánh Hưng sẽ hòa Lý Tương Phùng và hai câu dùng cổ 1-2. Rồi cười lên cái ơi à, có nói gì với mọi người không? Vô mắt chữ của em anh không? Biết cái đó tại không à? Đâu nghe lại coi hổ quả đi. Nó đừng trúng ông đừng chặn đó. Chưa biết à. Hơn con có nói gì với mọi người không? Con có nói gì với mọi người không? Cảm ơn mọi người. Hả? Cảm ơn mọi người hả? Nói không ai nghe. Nói không ai nghe nói sao mà lại? Mọi người. Rồi sao nữa? Chúc mọi người sao? Nhiều sức khỏe. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn con luôn.